Đéo đỡ được mấy ông này, mấy ông này cũng này đánh lâu quá các bạn. Đây thằng này thì đây anh em nhìn đây này. Đây để xem vào này vào thằng này gặp thằng nào đây. Nếu mà thằng top 3 mà gặp thằng Holy thì thua. Ít bé thằng này nó vẫn trụ đến bây giờ luôn ạ. Hồi xong rồi nó lấy Kai'Sa 2 là thua rồi. Chứ khi gặp sát thủ còn không thì Roder tầm này không có tuổi. Roder tầm này nó đã kích được 5 đột biến rồi đây này. Nó kích được 5 đột biến cho con Kai'Sa là thứ nhất. Cái thứ hai con Kai'Sa là nó lên 2 rồi. Thôi tầm này nó thôi xong rồi gặp sát thủ là cút rồi. À không, nhưng mà con Kai'Sa nó sẽ bay đi được. Con Kai'Sa 2 tầm này nó khôn lắm. Chứ nó không ngu đâu. Ôi dồi ôi, sát thủ vẫn là cái đéo gì đó mà nó vãi lìn. Đéo ăn thua, sát thủ nó mạnh quá. Rồi, một nhà cút. Khả năng trận này thằng này sẽ cút thôi. Thằng Ivy này khả năng mình nghĩ trận này nó sẽ cút thôi các bạn ạ. Đây, nó lại thay đổi đội hình của nó xuống dưới rồi đây này. Đây, nó sắp Zoder nó lên 3 rồi kìa. Con Zoder nó sắp ra 3 rồi kìa. Một trận nữa là Zoder nó ra 3 nó thả để xem. Nhưng mà phải có đồ cơ. Đéo có đồ thì khó đánh lắm. Bâu vào. Gặp sát thủ thì phải để tất cả mấy con này trụ vào nhau. Đừng đứng ra như thế. Thua đấy. Mẹ mày gặp sát thủ mà đi tuệ tuệ ra đây này thì chỉ có thua thôi. Ui dồi, con này nó cào phát chết luôn. Sợ vậy đấy. Nó ra chùm Zoder kìa. Yên tâm, nó mà ra trận này nữa là nó ra Zoder 3 rồi này. Ba mẹ luôn. Lắp đồ đi, lắp đồ ra đi con này đi mày. Ừ, Zoder full 3 rồi này. Bây giờ nhá. Bây giờ kẻ mà lấy được cái nước mắt ở con Dinh này mà lắp vào cho con chùm đô đơ này là ngon nhất này. Nhưng mà rất tiếc là nó đéo lấy được, nó đéo tháo được đồ. Bây giờ bán đi đéo xong rồi. Đập đồ kìa, đấy đập đồ đập đồ đập đồ đập đồ. Thế là lấy được 3 đồ cho con đấy đấy. Ngu à. À khôn phết nhỉ, nhưng thằng này hơi ngu rồi. Thầy ngu, thầy như này là bị ngu rồi các bạn. Đập vào cái này này. Ngu đéo tả được. Đập cái đồ cũng ngu. Đập vào con này lấy cái nước mắt ra lắp vào cái này. Lấy cái đồ kia ném vào đây. Cái đeo gì cũng phải để người ta dậy. Thôi thầy ngu rồi. Để xem con này nó thả nhá. Thả đi, rơi 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 rơi. Để xem mẹ mẹ sức mạnh của Zoder 3 là như nào. Ui, đi mẹ nó thả đấy. Đi mẹ Zoder 3 vậy luôn rồi. Rồi trận này nữa là kết thúc số phận của hai thằng này rồi. Xem thằng nào sẽ nhất đây. Thằng này nó lấy được Akali 2 này. Nhưng mà thằng kia nó lấy được chùm Zoder 3 cơ các bạn ạ. Nó mà phun đồ thì nó thả cho bọn này thì á mẹ vỡ mõm. Mấy con sát thủ nó sẽ nhảy xuống dưới trước, nó sẽ nhảy xuống hàng dưới nó đánh đấy, nó sẽ nhảy xuống hàng dưới nó đánh. Thôi thua rồi, thằng kia thua rồi. Ôi trời ơi, định mệnh nó dậm xuống kìa, sợ chưa. Rồi xong rồi. Thằng Hai Phi nó nhiều máu quá. Mẹ. Nó lấy được ấn kia, nó lấy được bao nhiêu máu. Tôi mà mẹ như thế thì tôi cũng thắng mẹ rồi. Đéo phải khổ như này. Câu nhìn khổ với đáy ra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 video. Rồi để tôi tìm ra trận mới nhá. Đánh ra trận khác rồi. Trận này thua rồi.
tự tách công khai số dư tài khoản bắt đầu. 13 con số chỉ có thể là đinh đố. Nỗi đau này em xin giấu kín. Em còn âm tài khoản cơ. Âm thì kệ mẹ em. Đéo quan tâm, đéo ai quan tâm em đâu. Cửa hàng cá nhân này, na sớt gì đấy. Na sớt một tuốt đẹp. Morgana gai đen. Ly xin tiệc bể bơi. Z lưỡi kiếm. Siêu phẩm Leona. Nguyên ngọa long. Hợp lý. Hợp lý thật, công nhận. Bắt đầu mở giải 2021 rồi này. Phong cách của tôi đường dưới hỗ trợ Alita, Maokai, Moana, Leona chuẩn mẹ luôn. Đường giữa cùng với Chitana, Swain và cũng đúng, nó thống kê đúng anh em ạ. Đằng nhá tầm này mới có 13 cái. Này là 14. Vậy là chỗ này là được 14, 15, 5 cái nữa mới đủ. Mẹ nó mệt mỏi ghê đấy các bạn, đéo đơn giản thế nào. Nhìn mẹ sao game này vào game nhanh thế. Cho xin cái nước mắt nào em ơi. Cho xin cái nước mắt, đúng rồi. Ai mà lấy được nước mắt thì các chú xác định. Đánh game vừa rồi lâu vãi đái nha. Thì xem nào. Hy vọng đéo nhà nào đánh du đưa chứ không chết. Định mệnh nên mình tìm món du đưa khó phải đấy. Đã chết cha nó đi, không phải sợ. Nãy giờ mình vẫn lấy con này nãy giờ mà. Ây à, ta cho gát à, tôi cứ để lại đã. Tí nó bán. Để xem ra đội hình nữa, biết đâu nó ra được ấy thì lấy con cho gát cũng được mà. Ui định mệnh ra lắm học viện đấy. Ui ra lắm vãi đái các bạn. Ra lắm vãi đái mà tôi không đánh. Cho này vào bản thân nhanh. Camilla mới móc này. Nhà này thì đánh hộ vệ. Nhà này đánh hộ vệ ngoại ping. Thằng này đánh khiêm tốn pro choi 1-1. Uzi là súng tại thằng Yasuo Kaben. Lư hương sôi sục. Đội bạn được đồng minh được hồi máu tạo được chắn thật sư ngày cộng dồn trong phần còn lại của giao tranh. Lư hương sôi sục. Trở thành một lái tắn tối đa 300%. Khả năng lấy cái này hợp lý hơn. Con này đi. Tùy cơ ứng biến thôi mà anh em. Bây giờ mình chả biết đánh nào. Xem mấy thằng này lấy ấn gì vậy. Thằng này lại đánh số lừa. Liên xạ. Thuật sư với cái đéo học giả hộ vệ. Máy móc. Xạ thủ. Tái chế. Hóa kỹ. Nhìn bọn nó lấy ấn gì thì biết ngay mà. Ấn xạ thủ ấy. Ổ bắn tỉa. Khả năng trận này không ai đánh ngay đâu. Được này anh em này, trận này khả năng mình nghĩ không ai đánh ngay đâu. Mình cần một con su đưa nữa. Đây rồi. Được. Hợp lý. Trận này nếu mà mình đánh ở đây thì ngon hơn. Không nhà nào đánh dô đưa đúng không? Nhà này đánh học viện này. Nhà này đánh hộ vệ này. Nhà này đánh dô đưa rồi. À đâu mình đánh. Mẹ giật mình cái tưởng thằng nào đánh. Ôi trời ơi, nhìn mẹ nhìn phải nhìn thế. Múc nó đi em. Bây giờ tao mà lấy được con bắc thì mày chết với tao. Quan trọng là đếp được máu. Nó lên được cái ấn kia đã ngon rồi mà. Nếu biết sao còn...